Tao nghe nói mày kêu giang hồ giang hán kiếm tao đúng không? Tin nhắn tao lưu lại rồi. Mà nói nghe là kêu giang hồ giang hán mẹ gì? Vậy đây gặp tao nè. Kiếm tao kịp tiếp nè. Mày ngon mà. Mày anh hùng anh bá lắm mà. Mày về đây tán tao chứ mày khỏi nói khỏi ai tán tao chứ. Mày ngon mày về tán trực tiếp. Tán trực tiếp mới đã. Tán qua người khác có đã đâu. Còn mày nói nè, tao nói cho mày nghe nè. Đúng nghĩa nè. Mày không chửi tao cũng có trên mạng chửi tao à. Mà mày cũng đang thèm giống như tao luôn, mày làm không được vì sao? Vì mày chưa có trình độ nhá. Còn tao nè, bây giờ người ta chỉ cần tao là lên clip là tao lấy về à. Người ta vì tao đang là hiện tượng bạn, đang người ta câu view câu like, người ta kiếm tiền. Ok tao cho, tao không nói tiếng nào nữa. Còn những cái thành phần mà nói thêm nói bớt thì tự trời hại nó, đúng không? Giống như mày á. Mày nói thêm nói bớt, mày lên kể hộ tao cái, tao đang kêu mày kể đó. Mày khỏi nói nhân đạo đi chứ. Mày vì con người mày không có nhân đạo đâu, mày khỏi có nói nhân đạo gì đâu. Còn mày đừng nói là tao nè. Tha cho mẹ tao con đường sống, tao đọc tin nhắn tao nhục quá à. Hả? Ủa gia đình tao làm gì mà tha cho con đường sống? Trời ơi. Bộ gia đình tao làm chuyện tù tội hay chuyện gì mà mày nói mày tha cho tao gia đình con tao con đường sống cho tao thấy đọc tin nhắn tao nó nhục quá à. Mày là cái gì? Mày là mẹ thiên hạ à? Hay là mày là cái gì là mày muốn người ta sống là sống, muốn người ta chết là chết, mày làm hộ tao cái. Tao có một mạng à. Mày biết tao dám lên đây nói là mày biết tao như thế nào rồi đó. Em tao nó khuyên nhưng mà nó không có làm được, tao không khuyên được tao đâu. Tại vì sao? Cái tánh của tao. Ủa tao làm gì tao hại gia đình tao? Con cháu tao tháng tao cho mười mấy triệu, mẹ tao cần tiền tao cho, nhà tao cần tiền là có tao à. Tao làm gì tao hại gia đình tao? Tao đâu có ăn cướp ăn trộm, tao đi làm bậy đâu mà tao hại gia đình tao. Tao đi đâu có làm cái chuyện mà nhục nhã xã hội mà nó đâm tao. Đăng ghen ăn tức cỡ với tao là chuyện bình thường. Tao chưa làm chuyện gì nhục, chuyện gì bậy hết đó. Tao đâu có đi mượn tiền, mượn bạc ai thiếu không trả bị người ta đăng đâu mà nhục. Tao có giật dọc ai đồng bạc lớn, bạc nhỏ này. Nào, qua Mỹ kìa. Tao đang ở Mỹ nè, tao đâu có mượn tiền, mượn bạc ai. Tao đâu có nhờ mua sữa, tao đâu có mượn tiền, mượn bạc ai ở bên này. Mày nói mà mày không biết nhục. Trời ơi, nghe nói chị khỏi tán nó đâu, có người tán nó. Ê, tao mướn nó. Tao cho thêm tiền. Đứa nào lại tán tao, tao móc tiền cho thêm. Tụi mày thích vào nhà đá ăn cơm tù tụi mày lại làm. Tao sợ tụi mày à? Hả? Tao sợ tao không lên đây nói đâu. Mày muốn im lặng mày điện cho tao nè. Còn không cứ như thế nè. Cứ như thế hoài nè. Tao lên nói mỗi ngày đó. Tao nói cho mày biết, tao lên nói mỗi ngày đó. Tao không vô clip mày coi đó. Người ta nói lại cho tao nghe. Tại vì sao? Vì tao chặn mày rồi. Tao mà ghét ai rồi tao không có muốn nhìn tới cái trang luôn, mày hiểu không? Còn mày cứ rình mò mày vô trang tao mày kiếm tao. Mày nói tao thưa mày không được à? Clip mày nói, mày ngồi mày nói đàng hoàng. Tao đã lưu lại hết rồi. Mày còn lấy hình ảnh của tao, mày lấy clip của tao mày đăng về trang trang mày, mày chửi tao nữa mà. Đúng chưa? Mày chạy đi đâu? Mày quên là người nhà của mày đó, ruột thịt của mày chơi thân với tao à? Hả? Mày kể hộ tao cái. Mày kể, mày nhớ kể vụ này nữa nha. Mày kể là tôi quen với ai á, tôi cũng lợi dụng mượn tiền hết á. Và tôi lợi dụng mua đồ giùm. Được thì tôi chơi, không được là tôi thôi. Mày nhớ kể giùm tao cái vụ này chứ. Còn nữa, giờ tao để đi đi, tao chưa khui ra đâu. Ngày nay tao còn nghe được cái tin nữa nè. Đó, nhưng mà tao chưa khui. Đợi đi, mày lên clip mày chửi nữa đi, tao khui ra luôn. Tao khui cái bà nổi tiếng ở bên Mỹ này nè. Đó. Rồi mày như nào tao khui ra cho mày coi. Mày tưởng mày ngon à? Chừng nào tao làm bậy tao sợ. Mày kêu giang hồ giùm tao cái, đúng ra giờ này á. Tao đi ngủ đến 1 giờ khuya, nhưng tao làm clip để tao nói cho mày biết. Cho tao nghe giang hồ tao sợ thôi. Mình ơi mày có giang hồ hả? Mình ơi mày biết giang hồ hả? Không ai biết giang hồ hết á.